Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khanh. Trong video này thì ngày hôm nay Khanh sẽ tiếp tục làm một cái giới thiệu về dòng xe EcoSport. Thì đối với dòng xe này thì cũng không còn mấy xa lạ đối với những khách hàng nào yêu Ford và chọn Ford là nơi để mình sở hữu một cái dòng xe phù hợp nhất cho gia đình của mình. Thì đây cũng là một cái dòng xe SUV cỡ nhỏ đi trong phố rất là tiện lợi. Trên cái kênh YouTube của Khanh thì Khanh cũng đã làm rất là nhiều cái video về cái dòng xe Ford EcoSport này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Khanh muốn làm lại một cái video mới để chia sẻ và giới thiệu đến tất cả các bạn, các anh chị nào khi mà mình có nhu cầu về cái dòng xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với Khanh qua số điện thoại của Khanh là 0933 834 796. Rồi, thì bây giờ Khanh sẽ đi vào chi tiết. Thì đây là cái phiên bản 1.5 Titanium, phiên bản cao cấp nha các bạn. Thì các bạn các anh chị cũng có thể thấy đây, đây là phần đầu của xe. Đây là phần đầu xe. Thì lưới tản nhiệt của chúng ta được trang bị dạng tổ ong, được thiết kế dạng tổ ong và thanh ở ngoài là thanh mạch chrome, rất là sáng bóng, rất là sang. Bên cạnh đó thì các bạn các anh chị cũng có thể thấy phần đèn xi nhan và đèn sương mù của chúng ta được tích hợp chung với nhau như thế này. Nhìn nó sẽ có những cái điểm mới cá tính hơn. Bên cạnh đó thì đây là đèn pha phía trước. Đèn pha phía trước thì của phiên bản 1.5 Titanium thì được trang bị là đèn halogen và không có thấu kính reflector. Và cái phần viền đèn phía bên ngoài này, các bạn các anh chị cũng có thể thấy phần viền đèn với phía bên ngoài đó thì được ốp một cái ốp đèn mạp chrome. Thì cái phần ốp đèn này là phần mình trang bị, là mình lắp thêm nha các bạn. Hiện tại trên xe không có, đó là phần mình lắp thêm. Phía bên dưới của xe thì được trang bị một cái chắn bùn nhựa ở dưới đó. Các bạn các anh chị cũng có thể thấy phần dưới cái phần cản trước, phần màu đen đó, phần đó thì đó là nhựa dẻo. Đây các bạn, đây là phần nhựa dẻo đèn hồi, giúp cho chúng ta khi mà đi những cái đường mà có đá dâm nó sẽ không bị hạn chế được cái vấn đề là đá sẽ dâng vào trong cái khoang động cơ của chúng ta. Và đây là phần mâm phía trước. Hiện tại thì phần mâm phía trước và phía sau chúng ta thì đều trang bị là thắng đĩa trước và sau luôn, đó phiên bản Titanium. Còn trên phiên bản Trend trở đi trở xuống thì nó sử dụng là phía trước là thắng đĩa và phía sau là tang trống. Thì đối với phần mâm của chúng ta thì đối với dòng EcoSport phiên bản Titanium đó là mâm 17 inch nha các bạn. Trên phần kính chiếu hậu của chúng ta thì cũng được trang bị thêm một cái đèn báo rẽ. Đây, cái đèn báo rẽ được tích hợp sẵn ở trên cái gương của chiếu hậu của chúng ta luôn. Và chỉ có trên phiên bản Titanium thì chúng ta mới có được cái viền ốp theo cái cửa. Đây, cái thanh này ốp mạp chrome theo những cánh cửa. Đối với phiên bản Titanium này thì mới có, còn trên phiên bản thấp hơn sẽ không có nha các bạn. Ngoài ra thì ở đây các bạn và các anh chị cũng có thể thấy được tay nắm cửa và chén cửa chúng ta được ốp một cái ốp mạp chrome rất là đẹp và sang trọng như thế này. Thì cái phần ốp này là chúng ta sẽ lắp thêm cho xe để tránh những cái trường hợp là chúng ta mở ra mở vô như thế này ở đây nhiều, thì cái dấu tay chúng ta sẽ làm xước cái bên trong cái phần mà tay nắm cửa này. Và bên trên nữa, Khanh đã thấy ở trên thì được trang bị thêm một cái vè che mưa. Đây, đó, các bạn và các anh chị thấy cái vè che mưa này chúng ta cũng lắp thêm cho xe. Đó. Đối với phiên bản mới này thì trên thân xe chúng ta được dán thêm một cái bộ tem EcoSport. Đó, rất là đẹp. Nó tạo thêm cái điểm nhấn cho cái chiếc xe của chúng ta. Thì trên phiên bản EcoSport nguyên bản của chúng ta sẽ không có cái phần bệ bước chân. Thì phần bệ bước chân đó là phần mà chúng ta sẽ lắp thêm cho xe để giúp cho xe chúng ta trông thể thao hơn. Và ngoài ra thì cái việc lên xuống xe nó cũng được dễ dàng và thuận tiện hơn. Rồi thì bây giờ Khanh sẽ quay vào bên trong nội thất của xe. Đây là bên trong, phần bên trong của xe EcoSport phiên bản Titanium 1.5. Ở đây thì mình có những cái phần sẽ ốp da. Đây là nhựa ốp da. Đó các bạn.
Bên trong nội thất của xe thì ghế chúng ta được trang bị là ghế ghế da, được trang bị ghế da nha. Đây đây là phần ghế da. Bản titanium của chúng ta thì được trang bị hệ thống an toàn là 6 túi khí và ghế da cao cấp. Ngoài ra thì được trang bị luôn một cái màn hình 8 inch như thế này đó, và tích hợp sẵn camera da phía sau luôn. Nhưng mà trên cái phiên bản titanium 1.5 này sẽ không được trang bị tính năng là tự động mở đèn khi trời tối và tự động gạt mưa, và tính năng tự động ngắt động cơ khi mà chúng ta ngừng đèn xanh đèn đỏ để tiết kiệm nhiên liệu. Thì ba cái tính năng này sẽ được trang bị trên cái phiên bản 1.0 titanium thôi các bạn. Đó, vô lăng của chúng ta là vô lăng chỉnh điện, được bọc da cao cấp luôn nha các bạn. Đó, được bọc da cao cấp. Thì những cái video trước thì Khanh cũng có giới thiệu khá là kỹ về xe rồi, nhưng mà Khanh cũng muốn là lâu lâu Khanh sẽ làm là một cái video mới để cho các bạn và các anh chị xem, để cập nhật cái dòng xe của mình như thế nào. Thì ở đây mình sẽ có một cái cốp để đồ, để giấy tờ. Và cái cốp này chúng ta sẽ lấy hơi lạnh của máy lạnh để chúng ta có thể để được nước ở trong này để làm mát. Nó chỉ có tính năng làm mát thôi chứ không có tính năng là làm lạnh giống như tủ lạnh chúng ta nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ có một cái hộc nhỏ để mình để được sách hướng dẫn hay là những cái giấy tờ hay là điện thoại khi mà chúng ta ngồi ở bên ghế phụ đó. Ngoài ra thì ở dưới ghế này chúng ta sẽ có một cái hộc để đồ. Chúng ta có thể để đồ lên đến 1 kg, 1 kg nữa các bạn. Đó. Và Khanh cũng nói thêm là trên phiên bản titanium này thì đây các bạn cũng thể thấy là phiên bản titanium 1.5 và 1.0 thì đều được trang bị thêm cho xe là cái cửa sổ trời như thế này. Đó. Đối với những phiên bản thấp hơn thì sẽ không được trang bị cái cửa sổ trời như vậy. Đó. Và cái khung sườn và kết cấu để làm nên chiếc xe chúng ta nó rất là cứng cáp và chắc chắn, nên khi mà chúng ta mở cửa hay đóng cửa đó thì các bạn cũng có thể cảm nhận được chiếc xe của mình nó cứng cáp như thế nào. Tại vì cảm giác khi chúng ta đóng cửa nó rất là chắc, nó rất là chắc. Và đây là hàng ghế phía sau, và đây là phần khoang phía phía sau là phần cốp phía sau nè. Phần cốp chúng ta được trang bị một cái thanh che chắn như thế này, là cái miếng đỡ như thế này, miếng đỡ cứng. Nên là các bạn và các anh chị cũng có thể để được cái đồ khăn giấy hoặc là nón hay những vật dụng gì đó tương đối nhẹ, chúng ta có thể để trên này. Đó. Ghế của chúng ta đều là ghế da hết các bạn. Đó, đều là ghế da hết. Thì ở bên trên cái xe EcoSport này thì các bạn và các anh chị cũng có thể thấy là được trang bị hai cái thanh Bagamoy ở trên, hai thanh Bagamoy ở trên sơn màu bạc, và có một cái anten ở trên xe, ở trên nóc xe. Đây là phần phía sau của xe, thì phần phía sau của xe các bạn và các anh chị cũng có thể thấy xe đặc trưng của EcoSport của chúng ta thì phía sau sẽ có một cái bánh, một cái lớp dự phòng phía sau trông rất là thể thao, trông rất là thể thao. Ở đây sẽ có một cái chữ titanium, và bên dưới cái bánh bánh dự phòng này thì sẽ trang bị cho mình là một cái camera phía sau zin theo xe. Đó, các bạn và các anh chị cũng thể thấy. Bên này thì có một cái chữ EcoSport, chữ Ford, logo Ford ở trên. Đó. Bây giờ Khanh sẽ quay cái mức tiêu hao nhiên liệu cho các bạn và các anh chị xem nha. Đây thì đây là mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Thì nếu mà chúng ta đi trong đường đô thị thì mức tiêu hao nhiên liệu tầm 8 lít mốt, ngoài đô thị tầm 4 lít chín, và kết hợp giữa đô thị và ngoài đô thị là 6 lít mốt. Đó. Ở bên trên xíu nữa chúng ta có được trang bị thêm một cái đèn thắng đó, trên cao, giúp cho những cái xe lưu thông cùng chiều của chúng ta có thể quan sát được dễ dàng khi mà chúng ta thắng lại. Đó. Rất là an toàn. Rồi thì bây giờ anh sẽ mở phần cốp phía sau để giới thiệu cho các bạn và các anh chị xem. Thì đối với Khanh thì trên chiếc EcoSport này thì cái điểm mà Khanh ưng ý và thích nhất đối với Khanh đó nha, thì không biết các bạn và các anh chị như thế nào, nhưng mà đối với Khanh đó là phần cốp phía sau là cái phần mà Khanh cảm thấy là Khanh thích và hài lòng nhất. Tại vì phần cốp phía sau nó rất là rộng các bạn. Nó ngoài ra thì cái phần nắp, cái phần cốp phía sau này các bạn có thể thấy cái phần cánh cửa phía sau nó được làm lõm vô
để khi mà các bạn chở đồ dài cũng được đó. Đó. Thì còn bên đây. Còn bên này là cái phần học để đồ. Đây. Đây là phần học để đồ. Rất là rộng. Khi mà chúng ta đi chở đồ nhiều, các bạn và các anh chị cũng có thể là gập cái ghế xuống để chúng ta chở được đồ nhiều hơn nữa. Đó, đây là phần tổng thể về cái phần cửa phía sau. Đó. Thì nãy giờ Khanh cũng có giới thiệu tổng thể về cái bên trong và bên ngoài của chiếc EcoSport phiên bản 1.5 Titanium màu đỏ. Thì các bạn và các anh chị nào có nhu cầu tham khảo về xe thì cứ liên hệ trực tiếp với Khanh qua số điện thoại là Khanh luôn để ở góc màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.